Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ trả lời một số câu hỏi dành cho anh em mới chơi game. Thì có một số bạn hỏi mình như này: bạn ơi, mình có nên dùng game và đèn để đổi lính không? Thì mình xin trả lời bạn ấy, mình mới chơi không nên nhé. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cần phải giữ thật nhiều quân để lên level 8 nhanh nhất. Và đặc biệt những quân như là Balista, Pháp Sư Băng hay là Bom, bởi vì những con đó gây sát thương diện rộng và gây sát thương cao. Thì chúng ta ấy không nên mang nó vào đèn đổi, rất phí game mà lại khó để có quân để vượt map. Với đội hình vượt map thì chúng ta nên xài hero. Chúng ta nên xài hero rồng. Với rồng này thì chúng ta không nên bật skin nhá, hãy tắt skin đi để rồng đỡ chết. Thì ngoài con rồng này ra, chúng ta còn một con hero vượt map nữa rất ok, đó là hero Nữ Hoàng Thiện Đức. Thì con này vượt map rất là ok vì mình đã test rồi. Thì nó và rồng sẽ giúp chúng ta qua map nhanh hơn. Và các bạn lưu ý nhé, hãy lên tầm độ level 3, 4 hoặc là 5 để có cơ hội vượt map nhanh nhất, dễ nhất nhé. Vì nó giúp hero của chúng ta tồn tại lâu hơn. Và tiếp theo, để full linh 8 nhanh thì đối với người mới chơi, chúng ta nên mua gói X30, gói thẻ thông thường ấy nhá, với 240 vàng, 240k vàng. Thì mình nên mua gói này thì có cơ hội full quân 8 nhanh và vượt map nhanh hơn. Mà nó lại có những cái quân cần như Bom, Balista, Pháp Sư Băng. Câu hỏi tiếp theo là có các bạn hỏi mình là: bạn ơi, có phải lính vàng mạnh hơn lính tím, lính tím lại mạnh hơn lính xanh, lính xanh lại hơn lính thường, đúng không bạn? Thì mình sẽ trả lời như này. Thì việc màu sắc của các lính thì không liên quan độ mạnh yếu hơn nhau đâu các bạn ạ. Vàng không thể nào mạnh hơn tím, mà tím chưa chắc đã mạnh hơn xanh. Cái này là do tùy thuộc vào mỗi hero và mỗi quân lính chúng ta phù hợp với hero để sử dụng. Thì không có chuyện cứ lính vàng sẽ mạnh hơn lính tím, cứ lính tím là mạnh hơn lính xanh đâu các bạn nhé. Tiếp theo là có một số bạn hỏi mình: bạn ơi, tại sao ấy mấy ngày đầu mình đánh bốt thì được rất nhiều HP, mà tại sao mấy ngày sau mình đánh bốt lại không được nhiều HP mà nó lại khỏe thế, đánh mình lúc chết? Thì mình xin bảo bạn là do con bốt này nó sẽ lên level theo lượng máu đi xuống nhá. Thì chúng ta kéo xuống phần này thì hiện tại ấy, con bốt này đang ở level 2 với 60% sát thương cận chiến nhận được này, giảm này. Sạc đầy thì chém đơn vị phía trước tăng 2400 này. Lưng tảng đá lém gây 4000 này, sát thương này. Đấy. Sinh ra ngạnh đá, kẻ thù đập xuống đất gây sát thương 1600 này. Thì càng về sau thì con bốt càng mạnh, càng đánh lâu con bốt càng mạnh. Thì hiện tại là con bốt này đang level 2 và sẽ mạnh hơn ngày đầu tiên. Những ngày đầu tiên thì con bốt ở level 1 sẽ yếu hơn, và ngày cuối cùng con bốt sẽ lên level 3 thì cực kỳ trâu và mạnh. Với lại chúng ta càng đánh lâu thì càng dễ chết, vì càng đánh lâu con bốt nó càng mạnh. Câu hỏi tiếp theo dành cho mình là: bạn ơi, mình mới chơi mà để đi đánh lấy cúp thì không biết sử dụng hero nào? Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một số hero đánh cúp rất chi là ngon. Ví dụ như là Odin hay là Jin. Nhưng chắc chắn những con này không bao giờ ra, mà nếu ra ấy, chúng ta phải mất tiền để mua, khoảng độ 1000 đô cho cấp độ level 15. Hay là Zeus cũng thế, chứ không bao giờ quay được, chúng ta chỉ có thể mua bằng tiền. Những con hero quay bằng game rất chi là ngon, rất nhiều con ngon. Ví dụ như là Nữ Hoàng Thiện Đức, chúng ta chỉ cần level 5, 6, 7 đánh cúp rất ngon. Hay là con hồ ly này, có thể đánh cúp hay đánh bốt đều rất chi là mạnh, mạnh cực luôn các bạn ạ. Hay là những con như là Chion đặc biệt là level thấp, rất ít đối thủ có thể ăn lại nó. Đánh cúp tốt từ level thấp đến level cao, thoải mái nên level nào cũng có thể đánh được hết. Đánh cúp rất chi là tuyệt vời. Thậm chí là con rồng này đánh cúp cũng được, nhưng mà chúng ta lại phải đợi level cao, level 13, 14, 15 cơ. Đợi cấp độ cao thì chúng ta mới có thể chơi được, đánh cúp ngon được. Bởi vì ở level thấp nó rất chi là yếu. Rồng thì có thể đánh cúp được này, đánh map được này. Hay là Syndra cũng thế, chúng ta có thể đánh cúp ở level cấp độ là 15, 13, 14, 15 thì rất chi là mạnh, nhưng mà ở level thấp nó cũng rất chi là yếu. Đặc biệt là con này gặp Chion thì tắt điện,
Nhất là level thấp, còn lên level 15 thì không biết con nào hơn con nào đâu. Hay là những con như Ivan này chúng ta phải mất tiền mua cơ, có thể dùng game quay được. Thậm chí là con quái vật thần thoại bắc cực này cũng vậy. Ở level thấp nó rất chi là yếu, nhưng lên level cao thì nó lại rất chi là mạnh. Đó là những con hero chúng ta có thể đánh nấy cúp được nhé, được các bạn ạ. Thì có một số các bạn hỏi mình, những con hero là đánh bot ngon? Thì ở đây thì chúng ta có 3 loại bot. Nhưng mà những con sử dụng đánh bot ấy, thì có Holy này. Con này vừa đánh cúp ngon, vừa đánh bot lại ngon, thật là tuyệt vời các bạn ạ. Còn con Athu này, nhưng mà chúng ta mất tiền nên mình không nói nhiều về nó. Hay là con bot đô đốc của tuyến đường mới này. Những anh em có game thì xài con này ngon này, dùng đánh bot một mắt này, rất chỉ là ok. Hay say rượu này, dùng để đánh bot nhẹn. Bốt ba đầu thì có Zobo này, đánh lúc đầu thì xài con Zobo này. Về sau thì chúng ta xài con đừng, con thợ săn rừng này rất chỉ ok. Ngoài ra có những con đánh bốt khác ngon ấy, như là ma cà rồng này, công tước này. Video của mình đến đây là kết thúc. Thì mong anh em cùng cộng đồng hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube của mình, để mình tiếp tục làm những video tiếp theo, để giúp cộng đồng Việt Nam mình ngày một lớn mạnh, có tiếng nói và đứng top trên game thị trường quốc tế này. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.